sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước Laudetur Jesu Christus Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa của nữ tu Teresa Phùng Thị Yến. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Con xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuần 29 thường niên. Con xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng đọc và suy niệm lời Chúa với con qua bài Tin Mừng của Thánh Luca. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo đến ở phía tây, các người nói ngay mưa đến rồi. Và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức. Và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức già kia Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự thấy, không tự mình xem xét cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, và quan tòa lại nộp anh cho thử phát lại và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kém cuối cùng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự thay đổi của thời tiết. Như khi chúng ta thấy gió mây kéo đến đen cả bầu trời thì chúng ta biết là trời sắp mưa. Khi trời quang mây tạnh thì chúng ta biết là trời nắng và khi trời trở lạnh thì chúng ta biết là mùa đông đang đến và khi cây cối mà đâm chồi nảy lộc thì chúng ta biết là mùa xuân đang về. Như là ca dao Việt Nam, à, ca dao tục ngữ Việt Nam có miêu tả về thời tiết là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Hoặc như là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Và trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khen ngợi những người Do Thái về cái khả năng tiên đoán thời tiết của họ. Tuy nhiên, Ngài cũng khiển trách họ vì họ chỉ biết dự báo về điềm trời, về thời tiết mà không biết dùng cái khả năng vốn có của mình để sử dụng vào cái lãnh vực cao hơn là những dấu chỉ, nhẫu chỉ ơn cứu độ thương bà chị em ngay trách là hỡi những kẻ già hình, các người biết tìm hiểu diện mạo của trời đất. Còn về thời tiết, về thời đại này, sao các người lại không tìm hiểu? Vậy thời đại này là thời đại nào thưa ông bà anh chị em? Dạ, đó là thời đại mà con người không còn yêu thương nhau nữa. Đua nhau tìm lạc thú trần gian, tranh giành quyền lực, hám hại chém giết lẫn nhau lòng ghen ghét hận thù. Họ xa lì Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa. Và con người đã không còn phân định được thật hay giả thương bản chị em. Dấu trị thời đại không chỉ là về cái sự thay đổi của thời tiết, như là các vì sao tinh chú trong sao, nhưng còn là những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống xã hội thương bản chị em. Ví dụ như là nạn tham nhũng bất công, nạn bài thiên tục hóa, nạn phá thai, cùng những cái lối sống hưởng thụ thác loạn của con người. Đang là những cái tiếng chuông cảnh báo về cái ngày tận cùng của thế giới. Và đứng trước những cái vấn đề nhức nhối ấy, niềm tin hầu như là bị tê liệt. Và chúng ta dường như là phải bó tay. Đứng trước cái thời đại đó, đó Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Thế nhưng mà con người không muốn nghe, vì họ sợ khi và nhìn vào chính mình. Vì sao vậy? Vì ăn năn sám hối chúng ta biết là phải thay đổi hướng đi, bỏ những cái thói quen xấu đã gắn bó với mình và nhận ra cái tội lỗi của mình, chấp nhận là mình đã bất trung. Nên vì vậy mà nhiều người đã cự tuyệt với cái lời mời đó Họ không muốn nghe. Và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy biết và suy gẫm những biến cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày để mà chúng ta khám phá ra cái tình thương và dấu chỉ của Thiên Chúa thương bạn chị em. Chúa là đấng làm chủ và thực hiện việc cứu độ con người. Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta khi nhận ra những cái dấu chỉ và tình yêu của Chúa thì hãy thay đổi cuộc sống và làm cho những cái điều tốt đẹp cho nhau hầu đáng được hưởng hạnh phúc tròn đầy trong ân nghĩa của chúa chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta luôn đan dệt với những thay đổi liên tục của cuộc sống có những thay đổi thật tốt đẹp đưa đến cho cuộc sống con người ngày càng hạnh phúc hơn chẳng hạn như là sự thành công trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật giúp con người tận hưởng những cái lợi ích thiết thực, tiết kiệm công sức và thời gian. Thế nhưng, cũng có những cái thay đổi lại là bước thụt lùi, đưa con người vào cái tình trạng khổ, sống khổ sợ và bất hạnh. Chẳng hạn như là sự thay đổi trong cái vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, tình trạng chống người nhập cư của các nước giàu, và còn biết bao điều thay đổi khác mà chúng ta không lường được cái hậu quả xấu đang đan sen. Đức Giêsu là dấu chỉ cho mọi thời đại thương bản chị em. Và sự hiện diện của Chúa trong trần gian là dấu chỉ cho mọi người khám phá để dẫn đến cái đức tin vào Ngài là con Thiên Chúa đấng phải đến trong thế gian và chúng ta thấy là trong cái suốt hành trình rao giảng Chúa Giêsu bằng cái tất cả cái lời nói bằng việc làm rồi bằng cả phép lạ Chúa đã không ngừng chỉ cho chúng ta thấy rằng là à, một cái thực tại thâm sâu vĩnh hằng cần thiết hơn cho mọi người đó là nước trời và sự sống vĩnh cửu thế nhưng việc chỉ quan tâm đến những điều trước mắt đã biến chúng ta thành những người thực tế mà con gọi đến là đến khô khan thương bạn chị em Vì chúng ta thực tế quá đó Cho nên chúng ta đôi khi mất đi những cái Gọi là tâm linh siêu nhiên Cho nên là chúng ta chỉ để ý những cái cảnh sắc trời đất Hay ăn mặc à, cái mặc cái ăn Cái danh cái lợi Những cái đó nó đã trở nên quan trọng hơn Đấng hàng sống đang ở giữa chúng ta Và chúng ta À, đã để cái thực tại trần gian này che khuất cái thực tại nước trời. Cho nên trong cái đoạn tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh dân chúng và chúng ta một lần nữa. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hướng giải quyết đó là phải có thái độ sống công bằng, yêu thương bác ái với mọi người và phải sám hối mỗi ngày. Chú nói là khi anh đi cùng với đối phương ra tòa thì dọc đường cố gắng giải quyết với nhau cho xong. Kẻo người ấy lôi anh ra quan tòa và quan tòa nộp anh cho thừa phát lại. Và thừa phát lại sẽ tống anh vào ngục. Mà tôi bảo cho anh biết là anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái thái độ sống của mình việc cái hướng về thực tại nước trời không đồng nghĩa với cái việc là chúng ta xa rời thực tế thông bằng chị em. Trong cái mối tương quan thâm sâu giữa thực tại đời này và là cái phương tiện cho chúng ta vươn đến cái thực tại vĩnh trụ cửu. Cho nên Chúa Giêsu đã đề cao một ly nước lã khi chúng ta biết yêu thương, chia sẻ cho người bé mọn, rồi Chúa chúc phúc cho những ai biết thương xót, biết xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống giỏi về thiên văn khoa học kỹ thuật của con người dường như đã và chôn vùi họ trong cái sự tự tôn trong cái sự ích kỷ trong cái sự thiện cận của mình cho nên Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn những cái kinh nghiệm thường ngày mà họ đang cảm nhận ngài mời gọi chúng ta khám phá đi ra khỏi cái sự hạn hẹp và dám tin vào, tin tưởng vào cái sự quan phòng của Chúa. Thế nhưng mà mặc cho sự mời gọi, mặc có cái sự vợ chân lý vấy gọi, con người vẫn cứng lòng, vẫn chai dạ trước cái sự thật và trước đức tin. Lời Chúa hôm nay đang chất vấn lương tâm mỗi người chúng ta về cái thái độ sống thế nào để khi thời giờ của Chúa đến thì chúng ta không phải nuối tiếc thương bài chị em. Đôi lúc chúng ta giả vờ hay cố tình quên lãng cái việc Chúa dạy của chúng, Chúa dạy chúng ta, nhưng mà Thiên Chúa nói với chúng ta qua nhiều biến cố, qua nhiều dấu chỉ xảy ra trong đời sống từng ngày. Như là một chiếc lá xanh, một đóa hoa mà chúng ta cắm trên bàn thờ, có thể là lời mời gọi chúng ta hãy ca tụng cái vẻ đẹp và quyền năng của chúa tiếng than thở của một người đang quằn quại trong cơn đau bệnh có thể là một lời mời gọi hãy cầu nguyện tha thiết cho họ và khi mà chúng ta cảm thấy đắng cay bởi những tội lỗi đã phạm đó có thể là một lời mời gọi hãy mau ăn năn thống hối đến với tòa giải tội Điều làm đẹp lòng Chúa thì đảm bảo là phần rỗi đời đời cho chúng ta. Không phải là khi chúng ta làm những cái việc lớn lao cho Chúa mà là khi chúng ta làm theo thánh ý Chúa trong hiện tại. Vì vâng phục thì trọng hơn của lễ thương bản chị em. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho ánh sáng tin mừng của Chúa soi rọi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống và lương tâm mỗi người để chúng ta biết dùng những cái khôn ngoan kinh nghiệm của thời cuộc mà khám phá đào sâu và đọc ra được những cái dấu chỉ của thời đại mà trở về với Chúa. Con xin cảm ơn ông bà anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, người khen Chúa Giêsu Kitô.